Làm rõ nghi vấn 600 bao đá 7 màu bị trộm. Theo Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, 600 bao đá cuội được phát hiện có thể không phải lấy trộm từ bãi đá 7 màu. Tối ngày 13 tháng 7, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ vụ 600 bao đá cuội nghi bị trộm ở xã Bình Thạnh. Trước đó, trưa cùng ngày, UBND xã Bình Thạnh tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa tang vật là 600 bao đá cuội, khoảng 60kg mỗi bao, tại khu vực dãy gộp ở thôn 1 về trụ sở. Đá trong các bao này có nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Người dân nghi ngờ đây là số đá lấy trộm từ bãi đá 7 màu nổi tiếng ở xã Bình Thạnh. Theo ông Nguyễn Trung Trực, đá tự nhiên ven sông, ven biển trên địa bàn rất nhiều nên chưa thể khẳng định số đá cuội nêu trên là lấy trộm từ bãi đá 7 màu. Địa phương và người dân quản lý khu vực đá 7 màu rất nghiêm ngặt, xách một bịch nhỏ cũng bị giữ lại. Số đá bị phát hiện nêu trên có thể lấy trộm từ khu vực dãy gộp, ông Trực nhận xét. UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo công an huyện tiếp tục hỗ trợ công an xã Bình Thạnh nắm tình hình, truy xét đối tượng để xử lý nghiêm hành vi trộm đá cuội. Bãi đá 7 màu ở xã Bình Thạnh được xem là độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Bãi đá ở đây dài hơn 1 km, rộng khoảng 40 m với hàng triệu viên. Hàng năm, bãi đá 7 màu thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan, chụp ảnh.